Chào chị Hải Yến. Chào Tuyết Hà. Vâng, em lúc nãy làm cái live rồi nhưng mà lại bị trục trặc, em tắt cái like đó, giờ em mới like lại chị Hải Yến. Lúc tắt xong rồi em lại xem tổng thống Donald Trump xuống sân bay hay là ông vào khách sạn, cái đám ba que đợi ở một cửa đông lắm, đám dân chủ quậy ấy. Nhưng mà cuối cùng Donald Trump lại không qua cửa chính, lại đi qua cửa phụ, cửa đằng sau. Thế là các vị ấy hụt hẫng quay về. Mặt người để người nào người đấy tiêu nghỉu. Vâng ạ. Chào Nam Hoàng. Mấy mọi người ở trên thế giới người ta đánh giá Việt Nam là một nước đang có vị thế ở trên trường quốc tế, từ về an ninh, kinh tế, chính trị, xã hội, vân vân. Vì sao được Mỹ và Triều Tiên chọn Việt Nam làm nước để có cái cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai tại Hà Nội? Bởi vì Hà Nội là thủ đô được mệnh danh là thủ đô hòa bình của thế giới. Đấy. Ngay cả người Mỹ cũng công nhận điều đó. Và nói Hà Nội là một thủ đô rất là xinh đẹp, đáng yêu, đáng sống, cả con người cũng như môi trường Hà Nội rất là thân thiện. Đó là cái người dân Mỹ người ta đánh giá như vậy khi đến Hà Nội. Còn đối với các phóng viên nhà báo thì sao, người ta đánh giá là Việt Nam bây giờ đã thay đổi hoàn toàn mới và phát triển vượt bậc từ về kinh tế, chính trị, ngoại giao. Lý do mà Donald Trump với là ông Kim Jong Un ấy chọn Việt Nam, chọn Hà Nội là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai, đơn giản chỉ là Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa, nhưng đứng trên cương vị là một nước trung lập. Sau khi Mỹ xóa bỏ cái cấm vận từ năm 1992 hoàn toàn á, thì Việt Nam phát triển kinh tế xã hội theo cái con đường xã hội chủ nghĩa, mà Triều Tiên cũng là một nước xã hội chủ nghĩa, Mỹ là nước đương đầu với xã hội chủ nghĩa, nước xã hội chủ nghĩa đó ngày trước cũng đương đầu với Việt Nam, cấm vận Việt Nam, nhưng sau khi xóa bỏ cấm vận, Việt Nam lại thay đổi, có nghĩa là hợp tác về cả chính trị, sau đó là ngoại giao, kinh tế, nói chung là phát triển toàn diện đối với Mỹ. Mà Mỹ muốn Triều Tiên cũng muốn học tập Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa mà học tập Việt Nam như vậy, nhưng với điều kiện là Triều Tiên phải giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn thì Mỹ sẽ dỡ bỏ cái lệnh cấm vận hoàn toàn cho Triều Tiên. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, Mỹ với Triều Tiên gặp nhau tại Việt Nam thì Việt Nam là nước có cái trình độ kinh nghiệm về đàm phán hòa bình của thế giới, mà từ ngày trước, từ 1954 cho đến 1973, hội nghị Paris này, hiệp định Paris này, hiệp định Geneva này, đấy, rất là nhiều cái hội nghị mà Việt Nam tổ chức trước đó thành công. Và trong năm 2017-18, Việt Nam tổ chức rất là nhiều sự kiện lớn ở trên thế giới, rất là thành công, và cái kinh nghiệm của Việt Nam nó có ở đó. Mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay cũng trả lời phỏng vấn đài truyền hình nói rằng Việt Nam
trong năm 2019 này sẽ là một nước có tiềm năng phát triển về kinh tế du lịch hơn năm 2018, bởi vì cái uy tín vị thế của Việt Nam được nâng cao sau khi cuộc gặp thượng đỉnh này thành công tốt đẹp. Và Việt Nam 2020 trở thành nước chủ tịch luân phiên của ASEAN, là thành viên Hội đồng Bảo an, thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc, không thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là cái lý do thứ hai. Mà bây giờ với hơn 1.400 phóng viên của hải ngoại từ đài báo lớn như CNN này, tất cả các trang báo lớn của các nước trên thế giới đều đồng loạt săn tin và đưa tin về cái cuộc gặp thượng đỉnh này tại Hà Nội, mà Việt Nam quảng bá cái hình ảnh về du lịch và đất nước con người Việt Nam qua cái lăng kính của các phóng viên nhà báo của các nước trên thế giới như vậy, thì sẽ đưa cái hình ảnh con người đi đến khắp năm châu một cách mạnh mẽ. Như Duy Nguyên nói, mình nhân cái cơ hội này PR cái du lịch mình, làm thế nào bao được cái tiền của khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam càng nhiều càng tốt. Đó. Thì mình phải làm tốt cái điều đó thì khách du lịch người ta đến sẽ đến Việt Nam ấy. Còn đối với cái đám ba que ba chủ cuội, dân chủ cuội ấy, ba sọc á, thì riêng Donald Trump đến Việt Nam như vậy là một cái tát tai tiếp theo cho bọn chúng. Mà đặc biệt sau ngày mai ấy, cái cuộc gặp chào bắt tay xã giao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Donald Trump, cái đó là cái đánh dấu chấm hết cho cái đám dân chủ cuội tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại, không còn lừa đảo được bà con kiều bào hải ngoại đòi tự do dân chủ nhân quyền, đòi lật đổ chế độ cộng sản nữa. Đấy. Chào Hoàng Hà My. Chào tất cả mọi người nhé. Chào Đức Vinh. Bọn chúng cứ mơ tưởng rằng ấy, Donald Trump vẫn còn như cái thời của cha con George Bush với Nixon, Nixiếc ngày xưa, muốn lật đổ chế độ cộng sản. Mình theo cái ý định của bọn chúng, có nghĩa là gửi thỉnh nguyện thư này, là tố cáo về vấn đề dân chủ nhân quyền tôn giáo với ông đó. Nhưng mà thực chất nước Mỹ ấy, đến bây giờ còn không có cái nhân quyền. Bởi vì sao? Bởi vì năm 2018 Mỹ chính thức đã rút khỏi cái Hội đồng Nhân quyền của thế giới. Đấy. Mà Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền thế giới. Loằng ngoằng năm 2020 lại giữ luôn cái chức chủ tịch, 2019 2020 giữ chức chủ tịch Hội đồng Nhân quyền thế giới. Thì lúc đó ba que nó kêu gào như thế nào? Chỉ có cái đám dân chủ cuội ở hải ngoại ấy, nó ăn không ngồi rồi, nó nghĩ cách nó đưa thư gửi cho dân biểu dân biết, cho là đến quốc hội nó tố cáo linh tinh, nói xuyên tạc không đúng sự thật. Đấy. Chính vì vậy á, cái đám dân chủ cuội trong nước cứ tưởng là mấy ông dân biểu ra quốc hội Mỹ nói xong điều trần về vài vấn đề về tôn giáo dân tộc Việt Nam thì tổng thống và chính phủ Mỹ người ta sẽ nghe theo cái đám dân chủ cuội, bởi vì cái đám dân chủ cuội nó không làm lợi gì cho nhân dân Việt Nam và nhân dân nước Mỹ cả, mà ngược lại chỉ phá hoại cái sự bang giao tình đoàn kết giữa hai quốc gia dân tộc ngày trước là cựu thù. Nhưng từ năm 1992 đổ lại đây ấy, trở thành bạn. Bạn đầu tiên là bạn bình thường, sau là bạn thân,
rồi bây giờ là rất thân đấy, từ toàn diện trở thành đối tác toàn diện, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị, kinh tế, ngoại giao đó, về các vấn đề an ninh cũng được hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Mỹ. Ngược lại, Mỹ và Triều Tiên muốn đến Việt Nam bởi vì Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa rất là thành công. Ngày trước có Nga, nhưng mà sau khi Liên Xô sụp đổ ấy, thì bây giờ có Trung Quốc, nhưng Trung Quốc đối đầu với Mỹ liên tục trong những năm gần đây. Chính vì vậy thì Mỹ cũng không chọn Trung Quốc và Triều Tiên cũng không thể chọn Trung Quốc được. Nên hai nước đồng ý chọn Việt Nam gặp nhau tại thủ đô Hà Nội, thủ đô hòa bình của thế giới vào ngày mai ấy. Thì cái đơn giản thôi, kinh tế chính trị xã hội Việt Nam phát triển như thế mà Triều Tiên cũng muốn nước mình phát triển như Việt Nam đấy. Thì qua đây á, ông Kim Jong Un sang Việt Nam này, ông muốn đi tham quan xem cách làm kinh tế và cách phát triển xã hội ở Việt Nam như thế nào. Ông Donald Trump thì muốn cho ông này sang Việt Nam học hỏi về cái vấn đề này trước, sau đó mới bàn bạc về cái việc giải giáp để trừ vũ khí hạt nhân. Đối với cái đám dân chủ cuội, nó đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi buồn cười, nực cười. Nó đặt ra câu hỏi ai là dư luận viên đấy, nó đặt ra câu hỏi hỏi dư luận viên muốn sống ở Mỹ hay Triều Tiên. Chúng tôi là người dân Việt Nam, chúng tôi sống trên quê hương đất nước Việt Nam, chúng tôi không sống ở Triều Tiên hay sống ở Mỹ, không đu càng lưu vong sống ở Mỹ nhé. Những người dân đó, người ta làm ăn thuần túy có thể sang Triều Tiên làm kinh tế hoặc sang Mỹ làm kinh tế, sau đó 50 60 tuổi người ta lại quay về quê hương đất nước mình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để là sao, để sinh sống sống bên gia đình, bên dòng họ, chết được chôn cùng tổ tiên đấy, chứ không như cái đám ba sọc dân chủ cuội kia sống không có quê hương, vất va vất vưởng muốn về đất nước nhưng không biết cách nào, phải xuyên tạc bôi nhọ. Đến nay á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng cơ hội quảng bá hình ảnh cho đất nước Việt Nam là đây, cho phóng viên ăn đồ ăn miễn phí, thưởng thức những món ăn đặc biệt thuần túy của Việt Nam. Người ta là phóng viên đến đây ấy, vừa tác nghiệp vừa du lịch, người ta thấy con người Việt Nam thân thiện như thế. Nhưng cái đám ba que ở hải ngoại làm gì có cái việc đó, thấy người dân ở trong nước sang bên đó chèo kéo lôi kéo đủ điều, không tham gia vào tổ chức này tổ chức kia, chống lại nhà nước, chống lại Đảng Cộng sản, không chửi lãnh tụ, chửi những nguyên thủ quốc gia, thì bọn chúng cho là những cái kẻ cộng sản bò đỏ. Bọn chúng tìm đủ mọi cách để hành hạ, nhục mạ những người không chịu làm việc
tuân thủ theo những gì mà bọn chúng nêu ra yêu cầu á. Đấy là cái bị ổi nhất. Đấy, bọn dân chủ cuội ấy, hôm nay nó live stream như như cái bà nickname Kim Chi và E3, cái bà đấy live stream đứng đợi ở cổng khách sạn mấy tiếng đồng hồ, cơm không được ăn, và cả đám dân chủ cuội kéo theo bà ấy nữa để làm gì, để hô hào khi thấy Donald Trump đến định nhảy ra để làm loạn cả khu vực đấy lên. Nhưng mà xin thưa rằng á, những cái vấn đề này cơ quan an ninh người ta cả Việt Nam cả Mỹ người ta đã biết được trước điều đó, lường trước được điều đó nên người ta không qua đường đó rồi, kể cả ngày mai cũng vậy. Chào chị Phạm Mục Miên. Loàng hoàng ngày mai ông Donald Trump còn đi ăn sáng ở bờ hồ lại giống như ngày trước ông Tổng thống trước kia cơ. Ê, ông tên quên mất. Ông da màu á. Ngay cả thủ tướng của Canada qua Việt Nam chạy bộ ở bờ hồ đi ăn sáng. Chào Nguyễn Hân. Không có đất nước nào đẹp và thanh bình như đất nước Việt Nam. Đấy, nhiều người đi khắp các xứ trời Tây về, từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ, Latin về Việt Nam, ở quê hương mình đẹp nhất, không có nơi nào đẹp bằng quê hương mình, không có nơi nào đẹp bằng tổ quốc mình. Biển xanh cát trắng, rừng bao la bạt ngàn đó, con người thì hòa thuận, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Đó là tình thân con người với con người Việt Nam. Hàng xóm hoạn nạn đều có nhau. Cái đó là cái tình cảm. Như cái đám ba que chính là cũng một cái dòng máu máu mủ sinh ra từ Việt Nam. Chào chị Nguyễn Liên, Liên Nguyễn. Nhưng mà sau khi ấy, rời bỏ quê hương đất nước, bỏ quê cha đất tổ ra đi thì bọn chúng quay lại chửi bới chính những người thân ở trong nước, đấy, chửi bới lại dân tộc quê hương đất nước, xuyên tạc về quê hương đất nước mình. Những cái điều đó khẳng định rằng bọn chúng là những kẻ phản động, phản quốc. Thực tế bọn chúng không giúp gì cho được người dân Việt Nam, không giúp gì được cho quê hương đất nước cả, chỉ có phá hoại thôi. Ngay cả bạn bè ở quốc tế, thậm chí khác màu da, khác màu tóc đến Việt Nam, người ta còn thấy cái tình cảm con người Việt Nam rất là thân thiện, đầm ấm, rất là đáng yêu, đáng quý. Và cũng rất là nhiều người á, người ta đã chọn Việt Nam là quê hương thứ hai để định cư, ví dụ như là đến Việt Nam công tác, giảng dạy, lấy vợ, sinh con, sinh sống tại Việt Nam. Bây giờ có rất là nhiều, đặc biệt là các nước ở châu Âu, kể cả Anh hay là bên Pháp, Đức, người ta cũng sang Việt Nam sinh sống rất là nhiều. Thậm chí bên nước Mỹ người ta vẫn có người lấy vợ sinh con, sinh sống tại Việt Nam, công tác tại Việt Nam.
Nhưng còn đối với cái đám Ba Que Ba Sọc ấy, đã không muốn về quê hương đất nước thôi, còn kêu gọi người dân xuống đường tham gia biểu tình vào ngày 27 28, tôi thách đố các ông dám ra đường biểu tình cầm cờ cầm quạt Ba Que ra đường biểu tình ấy. Nếu mà các ông ra đường biểu tình, các ông các bà ra đường biểu tình, thứ nhất sẽ bị lượng cho vào phòng tạm giam khoảng 3 4 ngày, sau người ta mới xử lý sau. Còn cái thứ hai á, có động cơ hành động gọi là khác lạ. Thì có khả năng bị xử lý ngay. Kêu gọi phá hoại cái hội nghị thượng đỉnh này là cái việc mà không thể chấp nhận được. Đấy là cái việc kêu gọi người dân xuống đường tham gia biểu tình phá hoại cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ. Còn cái việc thứ hai ấy, chê bai cái lực lượng vũ trang Việt Nam không biết dùng súng, cầm súng, khoác đeo treo choàng súng. Cái đó năm nào bộ đội Việt Nam cũng đều phải tập, nhất là vệ binh tập đến nỗi thuần thục, quay súng thuần thục. Thử hỏi xem, người ta nói xuyên tạc rằng là lực lượng bảo vệ Việt Nam, lực lượng an ninh Việt Nam không chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp thì tại sao hai nước, một ông là vua thế giới, một ông có nguy cơ ám sát lớn nhất thế giới lại chọn Việt Nam để gặp nhau tại Hà Nội? Là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, thử hỏi xem nếu là lực lượng an ninh, lực lượng gọi là vũ trang Việt Nam không chuyên nghiệp thì hỏi xem các lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất thế giới có ai đánh thắng được cái lực lượng vũ trang của Việt Nam chưa? Ngày trước có đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp, thậm chí cả Nhật, ngay cả chiến tranh năm 79 với Trung Quốc, chưa có một lực lượng nào gọi là chiến thắng được cái lực lượng bảo vệ, cái lực lượng gọi là an ninh của Việt Nam. Cái đám Ba Que ấy, từ năm 75 đổ về năm 1954 có bao giờ đánh thắng được một người du kích không? Người ta nói một anh du kích của Việt Nam đánh được cả một tiểu đội, thậm chí cả một trung đội, cái đám lính Việt Nam Cộng Hòa, cái đám lính Ba Que. Thì bây giờ các vị chỉ là hậu bối thôi, những cái đám Hùng Lân này, đám Benny Trương, Tân Thái, cái đám như A Quy, Hải Nguyên này, đấy, chỉ là đám hậu bối thôi. Biết gì về súng đạn, biết gì về 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 cái những cái món đòn điêu luyện như vũ thuật các thứ, mắt miếc nó tinh nhanh. Thế mà chê bai còn thêm mấy cái tờ báo phản động đó, bọn Việt Tân, Việt Tiết, rồi đám tin mừng cho người nghèo này, đối với cái đám đó biết gì về 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 cái lực lượng an ninh Việt Nam? Xin thưa rằng không biết gì hết. Đấy, tại sao hai ông này không chọn các nước khác, như như
không chọn cái nước thứ ba, nước thứ tư như kiểu Ba Que đi, ở Nam California ấy. Chọn gặp nhau ở đấy đi, lại chọn Việt Nam, chê bai lực lượng an ninh Việt Nam. Mà hôm nay á, riêng bà Kim Chi Eva này này dám đến Hà Nội để livestream, lôi theo một đám con nhang nữa, một cái đám dân chủ cuội nữa đi cùng nhau. Cái điều đó lúc nào chúng tôi cũng phải theo chân liên tục, khẳng định rằng bọn chúng hở ra có cơ hội là địch phá hoại. Như là lực lượng an ninh Việt Nam và lực lượng an ninh của chuyên trách của Donald Trump sẽ không cho cái điều đó xảy ra. Như cái thằng nó tuyên bố, làm cái clip tuyên bố là chặn đầu xe Donald Trump để xin tiền, công an hốt ngay. Đấy. Tại sao cái con cắt linh á nó nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan chức năng, đặc biệt là anh em trên cộng đồng mạng này này, nằm liệt nó trong cái danh sách tầm ngắm đặc biệt, cả Dũng Vô Va này. Nên á, cắt linh chỉ ngồi nhà bật máy tính lên chia sẻ like lại cái like của Kim Chi và Eva này, nếu mà Cát Linh xuất hiện tại Hà Nội chắc chắn sẽ tìm cách để hỏi thăm sức khỏe, mời uống nước chè. Dũng Vô Va có một đám đệ tử nữa, lúc ấy còn đòi blog và report nick của Dương Vi. Xin thưa với cái đám dân chủ cuội, cái đám Kim Chi Eva với của Dũng Vô Va này nhé, Dương Vi mất cái nick này lập tức có hai ba nick khác hoạt động ngay, hơn nữa còn hiệu quả hơn nhé. Mà hoạt động liên tục hai nick chứ không dùng một nick này, nói trước cũng biết thế. Và muốn report được cái nick của Dương Bi ấy, cả một vấn đề. Nói chung á, cái đám dân chủ cuội trong nước này này, cái đám chí phèo F2 này đã lầm đường lạc lối rồi, thôi thì hãy quay đầu lại là bờ. Thời buổi bây giờ cái danh phân biệt cái danh cộng sản với chủ nghĩa tư bản nó chỉ là cái danh, cái mô hình kinh tế, phát triển kinh tế với chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội của con người. Hầu như các quốc gia đặt cái con số chỉ tiêu hạnh phúc của người dân lên là hàng đầu. Và cái thứ hai về cái hai ông tư bản với cộng sản ấy, cái bản chất nó giống nhau. Một cái nữa là mục đích phát triển kinh tế xã hội, cái con đường lãnh đạo của ông tư bản với ông cộng sản nó có khác nhau một chút về giai cấp thống trị. Như cái ông tư bản, ông ấy chỉ là phục vụ lợi ích cho một nhóm người, đặc biệt là những người giàu có. Còn cái ông cộng sản ấy là phục vụ cái lợi ích cho toàn dân, cho toàn xã hội, người dân
giàu và nghèo. Người giàu thì quan tâm đến người nghèo hơn. Đấy. Và mục đích cuối cùng của nhà nước, của chính phủ là kéo cái khoảng cách, từ thu hẹp cái khoảng cách từ người giàu với người nghèo nó sát lại với nhau hơn. Từ cái người giàu ở thành phố với nông thôn nó xích lại gần nhau hơn, nó không dán quá xa. Đó là cái mục tiêu của cộng sản, nó như vậy. Đấy. Như các nước tư bản trên thế giới, nó có nhiều cái bất cập. Bên Pháp ấy, hầu như tuần nào cũng biểu tình, duy nhất là tuần vừa rồi là không có biểu tình. Biểu tình người ta đòi chính phủ phải minh bạch là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải đưa cái chỉ số hạnh phúc của người dân chỉ cần bằng Việt Nam thôi, nó yêu cầu như vậy đấy. Và người kia, con bé Cát Linh kia là nó ở Hà Tĩnh hay sao? Ngày trước tôi vì có làm cái like nó về cái lý lịch nó. Chào Nhật Mai. Chào Thanh Đăng. Tuy rằng đất nước Việt Nam ấy, bây giờ nó chưa giàu như các nước khác ở trên thế giới, nhưng cũng tạm đủ cho người dân nghèo như chúng tôi có một cái cuộc sống bình yên, tự do, ấm no và hạnh phúc. Cái điều đó là cái điều căn bản nhất của cái con người, dành cho cái cuộc sống. Như nông dân chúng tôi á, ngày làm, thích làm mấy giờ thì làm, thích nghỉ lúc nào nghỉ, nó không gò bó, không bắt buộc. Nhưng ngược lại á, thì nó chỉ thiếu tiền một chút thôi. Nói chung là để có giàu có thì nó không có được bằng những người ở thành phố, bởi vì nông thôn nó nhiều cái bất cập hơn. Mà những người ở thành phố nó giàu có thì nó cuộc sống đàng hoàng hơn, sang trọng hơn, được đi du lịch chỗ này chỗ kia và được khám phá chỗ này chỗ nọ, hoặc cái đẳng cấp nó cũng khác hơn hoàn toàn. Đấy. Mà cái đẳng cấp của những người giàu ở thành phố nó bằng đẳng cấp của những người giàu ở các nước khác trên thế giới, trừ những cái ông ba que ra. Những cái ông ba que thực tế ở bên nước ngoài làm cầy bục mặt ra, không có ngày nghỉ ăn, không có thời gian để ăn, thậm chí còn không có thời gian để thở, thì làm sao hạnh phúc bằng những người nông dân như chúng tôi được. Lúc nào gây hận thù, chia rẽ, kêu gọi biểu tình, biểu tọt. Cái đám dân chủ quậy trong nước này, cái đám Tân Thái, cái đám Dũng Vô Va với Kim Chi Eva này, một Cát Linh nghe Tân Thái, Benny Trương, Rô Sơ Đào, Thùy Dương, Ánh Chi, Trúc Hoàng Lê, Mimosa. Đấy.
với mấy tên đó, nghe những cái đám đó về để tuyên truyền xuyên tạc chống lại đất nước, nghe Tân Thái xuống đường để tham gia đón Donald Trump sau là làm sao để làm loạn. Cái việc đó quá ngu xuẩn. Bọn nó ở trời Tây thì bọn nó nói vậy, nó xui các vị làm gì các vị cũng làm, xui các vị bốc cứt mà ăn các vị cũng bốc cứt ăn, xui các vị vào tù các vị cũng vào tù. Hay là vì vậy mấy cái đồng đô la bẩn thỉu của cái đám phản động hải ngoại gửi cho bà Kim Chi với cái đám Dúng-bô-va này là các vị đào mồ quốc mả, phá hoại cái cuộc sống của người dân, phá hoại cái mối bang giao giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới, phá hoại cái hình ảnh con người đất nước Việt Nam của chúng tôi đi. Những người phá hoại như vậy á thì trước sau thì xã hội cũng tẩy chay loại bỏ chúng ra khỏi cái cuộc sống. Ngay cả bây giờ xã hội chưa loại bỏ hẳn hoàn toàn, nhưng gia đình ấy, bạn bè người thân đã loại bỏ dần dần cái đám này đi rồi. Bởi vì nhìn chúng ấy, như nhìn thấy quỷ Satan, như kiểu chúng ta ví dụ như cái đám chu hảo nghe ông Nguyễn Quang A đến bây giờ thân bại danh liệt lại tiếp tục, vụ này lại tiếp tục được đà lấn tới thư ngỏ gửi đến Tổng thống Donald Trump, cho dù có 1.000 hay 1.000.000 lá thư ngỏ của các vị nhá thì cũng không bằng một cái bắt tay giữa Tổng thống Donald Trump với Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoặc là với Thủ tướng. Bây giờ tất cả các nước trên thế giới, cả nước lớn, nước nhỏ, người ta đều muốn đến Việt Nam bắt tay hợp tác để phát triển với Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề an ninh kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Có bà Thóc Nâu cũng hay xuyên tạc, bà xuyên tạc bài bản. Lâu lắm cũng không vào diễn đàn mà bà ấy chửi Dương Bi nhiều. Nguyễn Thị Phương Hằng lốc rồi, lốc Dương Vi rồi. Còn một bà bên Mỹ nữa, bà già già thôi. Đấy, hôm nay cái đám dân chủ cuội á, cái đám Chí Phèo á, F2 này này, đã tập trung ở ngay cái cạnh khách sạn của Donald Trump ngủ ở đó. Không biết ngày mai bọn chúng định giở cái trò gì. Ngày mai bà Kim Chi lại tiếp tục ra đó để live stream. À, không biết có like được không? Chỉ có hy vọng rằng ấy, các bà muốn live stream, live, muốn làm gì làm, nhưng mà đừng có làm loạn lên. Và trong lúc livestream đừng có xuyên tạc.
Lâu lắm Diêu Vi không đọc lại cái danh sách cái đám dân chủ cuội này rồi. Diêu Vi đọc lại để cho an ninh mạng người ta lại tiếp tục theo dõi là tóm cổ mấy người cầm đầu cơ. Nói đến cái vụ này phải tên Lê Văn Thương này này, tức là nickname vui vẻ, thằng này xuyên tạc nhiều lắm, xuyên tạc đủ điều, kích động cả bà con, đặc biệt là cuối năm 2018 đầu năm 2019 này. Ừ. Lê Trọng Hùng CHTV này cũng là tay chân của Dũng Ô Va nhé. Huy chương đoàn này. Tên Đặng Hoàng Vĩ thì tối hôm trước Dương Vi cũng nói đến rồi, đã bị bắt vì xuyên tạc về cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lúc vừa cố chủ tịch nước vừa qua đời thì hắn xuyên tạc về cái việc trưởng là trưởng ban cố chủ tịch nước làm trưởng ban chỉ đạo ở Tây Nguyên đó. Còn cái ông giáo sư hớt tóc á, cái nick giáo sư hớt tóc thì chả biết tên thật là gì, ông ấy cũng xuyên tạc về Đảng bác, về đường lối chính trị đó. Trần Duy Chiến đúng vậy, Huỳnh Phương Truyền đấy, lại Nguyễn Tiến Nam này cũng vậy, còn cái tên Sầm Kỳ Trang Trinh này ủng hộ cái tổ chức của Đào Minh Quân rất là mạnh. Nó thường xuyên chia sẻ cái bài viết hay là những cái like của Đào Minh Quân. Và nó kêu gọi người dân ủng hộ cái tổ chức Đào Minh Quân. Viết thư ngỏ, thư nguyện theo là ký tên tập thể. Nói chung là làm những cái gì theo cái tổ chức Đào Minh Quân nó yêu cầu á, tên đó nó tuyên truyền xuyên tạc theo cái đường lối đó. Còn cái bà Phạm Thị Thu Hương ở Hải Phòng này này, cái bà này cũng là một cái công nhân, là giáo viên đó, nhưng mà lại nắm bắt cái đường lối theo cái ông ở bên Hòa Bình. Cái ông bị xử 13 năm 10 năm tù. Đầu tiên là 13 năm. Sau đó cuối cùng xử lại bởi vì gia đình các thứ là nhân thân tốt, nhưng mà vì ông ấy lầm đường lạc lối lại xử lại bớt cho 1 năm. Ông ở Đà Bắc ấy. Thì theo cái ông này cũng phản động, tuyên truyền xuyên tạc chống lại nhà nước thì bị chồng đánh cho tím hết mắt. Đấy. Đến cơ quan thì người ta ngại tiếp xúc, về nhà con cũng tẩy chay không theo mẹ. Đấy là cái mất của bà ấy, mà trước sau gì cái cơ quan chuyên trách người ta cũng sờ gáy và lôi bà ra trước cái ánh sáng của pháp luật. Tên Daniel ở Pháp về Việt Nam ấy, cái tên hói này mắt nheo nheo như nheo như cái ông Tú Lê ấy. Cái Daniel này toàn là xuyên tạc đòi về quyền phúc lợi về y tế giáo dục, hắn đòi về giáo dục và y tế nhiều nhất đấy,
Sao kêu người dân xuống đường biểu tình đòi về 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 những cái phúc lợi xã hội đó. Vũ Phương và Hùng Điêu Linh, Hùng Điêu Linh chỉ có đi các diễn đàn khác để xuyên tạc quê hắn ở Hải Phòng. Cái tên này lúc nãy cũng xuất hiện ở trên cái diễn đàn của Kim Chi Eva. Hắn ta rất là khôn ngoan, giáo hoạt. Đó là những cái tên mà chúng ta cần lưu ý. Còn một người nữa, đó là Xiêm Thái. Xiêm Thái này là người có kiến thức, nhưng mà mục đích của hắn lên xuyên tạc đảng nhà nước, đòi xóa bỏ cái chế độ xã hội. Mục đích của hắn chỉ là lừa đảo kiếm thêm cái tiền của kiều bào hải ngoại, với cái đám dân chủ quậy ba sọc ở hải ngoại thôi. Tên Hồng Thái Hoàng này à, cũng đang tuyên truyền xuyên tạc, không biết đã đến Hà Nội chưa, có khả năng đến trước đó rồi nhưng mà chưa thấy xuất hiện livestream live chat gì, nhưng mà có mạng của vẫn hoạt động. Hắn ra một mẹ đơn thân bốn đứa con, mục đích của cũng vì muốn đi theo cái vết chân của mẹ nấm, đó là dìu bốn đứa con sang bên Mỹ theo cái diện gọi là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, cái mà bọn chúng đặt ra đó. Mục đích của là vậy. Đấy, như mẹ nấm thời gian đầu tiên sang Mỹ được săn săn đón đón đến giờ cũng lặng dần rồi. Ở Việt Nam một broker ngồi trong tù thì úi giời, được cái đám ba que ở hải ngoại, ở khắp các nước trên thế giới, chỗ nào có ba que là tung hứng cái bà này, rất là ác. Sang bên ấy được 2-3 tháng sau đấy cũng lặng dần đến giờ rồi. Coi như là im hẳn luôn, chào danh tiên. Con mụ anh chi thời gian này có hỏi thăm sức khỏe ông không danh tiên? Danh tiên này đi các diễn đàn cũng hay bị bọn ba que như Ánh Chi này, Thùy Dương hay là con rô sơ đào nó xuyên tạc và chửi rất là thậm tệ. Dương Vi biết danh tiên trên mạng này rất là lâu rồi, có khoảng 3-4 năm rồi đấy, từ lúc bắt đầu con Ánh Chi mở livestream để xuyên tạc về quê hương đất nước là vào đó đã biết là danh tiên rồi. Một người nữa ở Nghệ An, nó là Thuận Văn Sầm, thì biết từ năm 16, 2016. Đấy là những người cũng hay đi các diễn đàn để comment phản đối, chống lại những cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của chúng ở trên trên cái diễn đàn của bọn chúng ấy. Khổ nỗi riêng Ánh Chi á, nó không bao giờ mời khách mời. Đấy. Đặc biệt là những người như chúng ta, Rô Sơ Đào ngày trước có mời nhưng mà bây giờ lại không mời, hay không mời Dương Vy.
mà đi các diễn đàn của bọn chúng nhiều cũng chả có gì là thay đổi mấy. Khi nào Việt Nam đất nước mình có cái sự kiện nào lớn thì chúng lại tiếp tục xoay quanh cái vấn đề đó, xuyên tạc, kêu gọi biểu tình đấy. Đấy là cái việc mà bọn chúng làm hàng ngày và thường xuyên. Mà xuyên tạc mạnh nhất vẫn phải tên Trương Quốc Huy. Những cái tên đó nó xuyên tạc có thứ hạng, nó bài bản và nó không chửi bậy như cái đám Tân Thái Benny Trương nha, và nó cũng không cực đoan như thế. Bởi vì tên Trương Quốc Huy ấy ngày trước đã từng vào tù 6 năm bởi vì chống lại cái nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chào cát ra. Còn những cái kẻ tuyên truyền chống đối, chống phá cực đoan nghĩa là nó không có gì thay đổi cả. Bọn chúng hầu như xuyên tạc chỉ xoay quanh một số cái vấn đề lớn nổi cộm trong nước với cái sự kiện lớn. Đấy là cái việc mà bọn chúng làm. Rồi cái danh sách của đám dân chủ quậy Dương Vi cứ tạm thời bỏ đây. Đấy, ít nữa lại còn dùng tới. Sau vụ này mới tiếp tục cho thêm vào trong cái tập này để làm sao để ít nữa làm luôn một lèo cái danh sách, ngồi đọc phân tích từng tên một. Và Dương Vi cũng xin kết thúc live ở đây, chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon nhé.